Xin chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại bây giờ anh em mình đang có mặt tại ngoài bờ biển. Đoạn này ở dưới chân cầu ạ. Tối nay anh em mình lại tiếp tục vớt cua. Thì Tuấn Anh đang hớt cua. Tối lắm. Quay điện thoại em tối á. Ủa, được cái gì ấy? Trời, hớt gì lắm cá này. Ba quả. Ui. Cá gì này? Trời, Kazika hai con. Sao nó nổi đâu ấy? Nè, nó tôi mới đi mà tao bắt hết. Tôm quá, tôm. Hớt nhẹ nhẹ kinh nhỉ. Ô được con tôm rồi. Ô được con tôm anh em ơi. Tôm nhìn ngon chưa? Cả con gì con lươn biển à? Anh ơi, đừng sờ vào linh tinh. Mẹ ơi. Con ta vào đây đi. Ác tôi cứ cầm cho các chị em kho, còn lại năm thịt. Cho mọi người kho. À, chơi ngu quá thưởng. Nhớ từ sau mình cứ thích mình đầu cầm cái càng ấy nhỉ. Mày càng cua không khỏe mình. Còn con nữa sao? Đây con con này sao nó độc chết của người mẹ. Cá nhà tôi kiểm đây. Đây con tôm. Ấm rồi, con tôm này. Có tôm phát hiện ra tôm này là cua này. Quay cua đi. Cua rất là nhiều. Đâu. Một chú cua. Này. Đây. Hai chú. Này. Chạy đâu. Ba chú. À. Cua quá trời quá, cua luôn. Bốn chú này. Đây đoạn này nhiều, đoạn này nhiều. Đấy, chạy gì? Chạy đâu rồi các bác? Ốc này. Đó, đây một bầy cá con gì này. Một bầy cá gì đi. Cá gì ấy? Ôi con đầy này. Ô, mất con tôm to quá. Cua. Đấy, cua, cua, toàn cua. Ui, toàn con gì này? Con này chặt sao bám vào ấy. Sao này bọn người đã ăn được rồi. Ừ. Ốc này. Ốc này, con sao biển bám luôn rồi. Cậy sao biển đấy. Ố, sao biển. Con này như cho ngâm rượu không? Ở Việt Nam thì ăn cái màu vàng bên trong được. Ốc bé, ốc này toàn vỏ thôi. Không bắt. Thả xuống biển. Cái này vớt phát. Ôi trời, bự luôn. Cá có búng đầy nhưng mà không đâu có nào quá. Đây. To lắm này. Bắt cái chàng. Đấy, đấy đúng rồi. Ui ôi. Vẽ đáy. Ui. Đi thôi. Nó gần như cái bọn rạn nhỉ. Ôi, lắm sao này nhiều con to này. Đang trứng à? Cái đây chứ, con cái thì thả ra thành. Thả này, con cái thả đi. Thôi đầy cua rồi, thả giống đầy. Bắt, chẳng mấy khi bắt con to này. Tại vì con này giống gần khác. Gần như rạm nhỉ? Ừ, con này giống khác, hiểu rạm, lậu rạm đấy. Tại vì nó càng không cho con cầm. Con nhiều quá trời, con tôi bắt được tay. Đi làm sao đi, khổ thật cái đấy chạy. Tôi bắt được bằng tay đi. Cua quá trời cua. Cho vào tụi nó hẹn quá. Ảnh quá. Cua này không cần mặt. Chạy đâu. Cua càng dã đường, dã man càng. Quấn thật, có nhìn được mùa, có nhìn được mắt, có nhìn được chứ không phải là gì. Cua đây bám đây thành. Đây, các bác, đây cái điện này. Đấy, ôi. Cua đầy thành. Ốc nhiều rồi. Này ốc nhiều, nhưng ốc bé không được bắt. Đây này Tuấn Anh ơi. Đây. Đấy. Nhặt vẽ đá này. Này. Muốn một con này. Chạy đâu một con này. Chạy đâu. Không, chạy khôn với đá thì dù cũng đánh lại kìa. Cặp nó sắt luôn này. Nhớ nhau đánh đá quá.
mua được, vào đây. Chạy đâu, chạy vào hoa thôi, chạy đâu. Con cá này lạ lạ này. Nhanh. Đây, 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 tôi lấy. Đây, đâu, 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 đâu. Đây, nó xuống, đang đi xuống. Khua sâu sâu, thôi mất rồi. Úp, mất rồi, nhanh lắm. Đấy, mấy con này, đây, bên này, đây, bên này. Đấy, đúng rồi. Giờ, rồi, 3-4 con này. Đây con nữa, đây con nữa. Xù, đã. Đây, nhiều lắm. Mấy con này. 3-4 con này, đúng rồi. 3 đấy anh. Chúng nó sẽ mất. Chạy đâu được. Chúng con như là không thích. Thấy chúng con càng nhớ đã. Lại thêm một con cá nữa. Con này nếu mà to ăn rất là ngon. Nhưng bé bé này khó khi mình chưa thử bao giờ nhỉ. Siêu kinh khủng. Lại là một con khổng lồ nữa rồi. Ôi, rạm, rạm, rạm luôn này. Đúng không? Chạy đâu được rạm đâu không rạm. Nó chi đâu nữa. Sao con có đẹp đấy. Ôi, trời ơi, đã luôn. Ô, chạy chân, chạy chân. To chưa? Cái này luộc đã luôn nhỉ. Cái này hấp lên. Sướng nhỉ. Thế đợt này tự nhiên lại có cái loại này chứ trước em có nhìn thấy đâu. Nhỉ. Bắt được một vài lần cũng vượt được nó rồi nhưng mà. Ui gãy hết chân rồi. Thôi cho vào. Mọi người thấy cảnh chân cầu đẹp không? Cái dạng như kiểu anh em đang ở Đà Nẵng nhỉ. Chứ đéo phải là Nhật Bản đâu. Phải nhỉ? Cảnh cảnh biển nó buổi tối. Bơi theo dòng vọt của lúc một bắt con khác thì bơi theo rồi bơi ra hai chút khỏe hơn mấy. Quá là đẹp luôn. Lại tôm rồi mọi người. Tôm to, con loại tôm này rất là đắt nha. Cực kỳ đắt. Đánh chặn đường núi này. Đánh chặn đường núi. Ông mới vãi tồn nó đánh chặn đường núi. Chạy đâu luôn chỗ này. Đánh chặn đường núi đi. Con này giống cá bống các bạn ơi. Có kinh nghiệm rồi. Mày có bống không? Con này cá gì cá ăn thịt rắn luôn. Rắn hơn cả thịt gà luôn. Ai ai. Ui gai 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 gai. Gọi là cá mặt xấu. Cá mặt quỷ. Đó, vào đây. Trời ơi con rạm nữa này, nó không nó xuống. Đâu. Con rạm nữa, con rạm nữa. Đấy. Con tiếp theo. Trời ơi, phê luôn. Ôi, con này to hơn cả hang kia. Ba con kia, hai đôi. Ba con kia. Ôi, 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 chạy, chạy. Ôi, khổng lồ. Trời ơi, giờ này, đám lần này bắt cho đám luôn này, kiếm toàn đoạn này chứ. Nhờ. Yeah. Anh em bắt chẳng có gì. Chạy cua tôm. Đi vào đây. Đây con tu tôm ở nhà các bạn này. To lắm. Ủa. Không bớt được, bớt được không, bớt được không. Dạ, tôi bắt được rồi. Ôi. Tôm ở nhà này. Ôi chú thợ đâu. Đây. Nó đây. Tôm ở nhà đây. Tôm hùm. Tôm hùm. Tôm hùm ở nhà. Ăn được không nè. Ăn được. Quang. Cho lại vào trong cái nhà nó đi. Cho vào sao được. Nó tự bò vào. Thự nhiên tính lắm. Vào đi nhà nó. Vào được cứ sao. Chui được đáy đấy các bạn. Vào đây. Ui chui vào đi. Mày cháy một vật hết chứ mày đâu. Đi về. Tao đón đầu được. Đấy. Ây ú. Chạy chạy đâu. Chạy đâu cho thoát được. Tôm. Tao đón đầu được. Cầm lên lại cho quá đi. Đã được đi. Ui còn con rạn bên này gì. Nó mới đã này. Ui. Mai nhiều mai quần đế nhỉ. Mai có được. Nhưng mà sợ cứng lắm. Hướng vậy thế này. Ô mọi người ơi, tôi sẽ bắt bằng tay nhá. Tôi sẽ bắt bằng tay xong được không nhá. Ây sỏi. Bắt. Bắt cua chưa bao giờ dễ như bây giờ. Như lúc này. Ôi, nhìn đẹp chưa các bạn ơi. Con này nhìn đẹp này. Kéo nó cắp.
to luôn, càng khủng lồ. Thịt càng còn lôi ra này. Ôi, to quá. Hai con này cũng khủng lồ luôn này. Đây, thẳng dưới này xuống, thẳng dưới này xuống. Nhìn chưa? Kìa, đấy. Hai con cửa. Hai con ôm nhau, đang chắc đang ra phối. Hai con đúng không? Đúng. Đấy, hai con này, hai con. Hai con gì? Một con. Hai con. Hai con. Một con. Trời ơi. Một con ốc. Một con. Ôi, con này. Vãi. Con này rông rêu đầy người con này. Ông càng to chưa? Ôi. Ông càng to chưa? Ông này sau phát triển con ông. Ôi ôi. Quảng đế. À, đã chưa mọi người? Nhìn lại ngon rồi đấy. Hàng rồi đấy, được hàng rồi. Đã được hàng khổng lồ rồi. Trời ơi. Lại được hàng khổng lồ, lại được hàng khổng lồ. Quả như bàn tay nhỉ. Ui. Đã nhỉ. Ừ. Sao này nhiều vũ tài thế nhỉ. Đẹp luôn rồi, bắt ra. Thành quả tối hôm nay của anh em mình như này. Ô, tối nay quay lại câu, nó câu được mấy con cá luôn, to vật luôn. Ô, cá. Cá biển mà nhìn như cá nước ngọt gì. Đã đẹp. Đúng rồi. Tối nay cá được nồi cá kho này, cua thì sao hồ ăn. Đây, toàn cua hiện nay nó đã các bạn này. Khủng lồ luôn. Anh em tôi vớt được con gì này. Ui, nhìn nó gớm này, nhìn cái mặt đó xem. Ui, nhìn mặt nó ghê lắm. Ui. Ui, vớt tí ở người đất ra kìa. Con này người mỏng manh nhỉ. Nó rất như rơi nhỉ, nó tan tan người đó, đúng không? Ừ. Mang về ăn đi. Thôi, ăn để báo mạng đấy. Đây, sản phẩm của Tuấn Anh đây. Em thấy thế nào? Rồi, đã thôi. Cá sôi nhá, tiếng Nhật cá sôi. Nhìn giống như kiểu cá rô phi Việt Nam này. Đã nhỉ, to nhỉ. Đâu bàn chân. Con gì, con gì, con gì. Úi xời, to. Wax slack. Hello. À. Bây giờ anh em mình về nhà các bạn nhá. Ui, thành quả hôm nay này. Trời ơi, gẹo to. Ô, đã rồi. Đây, quay vào đây cho các bạn xem này. Quan khủng lồ luôn. Ở Nhật tối cua nó bám đầy thành bờ biển. Cắp nhau, đừng cắp nhau. Đã. Đây tôm. Tôm, cá. Tôm to chưa? Đây nữa. Đây, tôm được đấy. Được một nồi cá kho rồi đấy. Thôi nhá, tạm biệt các bạn nhá.